Hello, chào buổi sáng mọi người. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình sẽ check out ra khỏi khách sạn và bọn mình sẽ không ở thành phố Buôn Ma Thuột nữa. Bọn mình sẽ di chuyển qua Hồ Lắc. Trước khi đi Hồ Lắc thì bọn mình sẽ đi một cái thác tiếp nữa. Và cái thác này thì cũng không phải là một cái thác mà ở vị trí du lịch, mà sẽ có người bản địa họ dẫn mình đi. Xong rồi là họ sẽ kiểu lo ăn cho mình trong đấy, rồi bọn mình sẽ ăn kiểu gà nướng kiểu ở trong thác luôn. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đi nhá. Đang trên đường đi tới Hồ Lắc thì bọn mình nhìn thấy đá voi mẹ. Ở gần Hồ Lắc thì là đá voi cha. Đá voi mẹ này hình như cũng rất là ít bạn quay lên, tại vì là nó lại nằm ở lưng chừng đường ấy. Đây là hòn đá voi mẹ. Ở ngoài nó to rất là nhiều luôn. Voi mẹ to hơn hay voi cha to hơn à? Voi mẹ to hơn à? Toàn các dân chơi không sợ mưa rơi. Má, thầy tôi còn giày trắng nữa chứ. Xong rồi cái đấy nó gãy cho một phát thì có mà nằm ngửa ra luôn. Đồng lúa. Ôi, vào đây mình thấy hòn đá này to ha. Bây giờ thì bọn mình đang có mặt tại một thác cách Hồ Lắc khoảng tầm 9 cây, 10 cây. Và khi mà các bạn đi tới cái thác này thì đối diện là cái hòn đá voi cha ấy, thì sẽ có một cái đường ngã ba thẳng cái đá voi cha đấy. Xong rồi mọi người đi vào đây, cái thác này tên là Liêng Buông Sách. Thì hôm nay sẽ có bạn Son đó, mẫu áo màu cam, bạn sẽ hỗ trợ bọn mình đi tham quan ở đây này, ăn uống, ăn trưa, mọi thứ ở đây luôn. Đó. Giờ bọn mình sẽ đi bộ 2 cây số để đi vào trong thác. Đây là cây cà phê này mọi người. Đây thì mọi người sẽ trồng Robusta ở đây. Buôn Ma Thuột thì cà phê Robusta sẽ nhiều hơn là Arabica. Đấy. Lần đầu tiên mình được vào rừng cà phê luôn. Ở trong này thì cà phê Robusta, nhưng là được 1-2 cây này. Đây những cái hàm ở đây. Thì mọi người ở đây nó không có ưu chuộng ở đây nhiều. Dạ, cái này gọi là cà phê mít. Cà phê mít thì uống nó sẽ bị như nào em? Dạ, chua. Chua? Nó chua. Dạ, nó không được như Robusta. Nó mạnh như Robusta. Arabia nó lại chua rồi, cái này nó chua hơn. Cái cà phê mít này còn chua hơn. Cái hạt này bây giờ có ăn được bây giờ luôn không em? Em nghĩ là để em thử. Thế thôi. Ok, ngọt á. Ngọt đấy hả? Ngọt à, thế thì thử thôi mà. Cà phê phải rang ấy, thử nào mình. Nhưng mà máy cứ ở ngoài thôi. Thôi đừng có ăn, nhổ ra chị. Để mình em đi thôi. Để mình em đi thôi. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, có một mùa thì có một mùa yêu nhau. Anh ấy ý đạp dây trắng nhầm nhớ quanh đồi một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ. Hay quá. Anh ấy ý họ đã xuống cuộc xuống thay về, ai nghèo cũng có cây đàn khi dùng lên
quay sợi dây đàn đá đứng đây buồn vui rất lầy. Ôi tất cả mọi người, đây là tầng 1. Sau khi còn tầng 4 cơ. Đây là mấy tầng 1 mọi người ạ, và sau khoảng 2 cây số hơn nhỉ. Đi đường rừng 2 cây số đường chim bay à. Còn đường tôi đi thì nó phải là 4 cây. Mệt thì bọn mình đã lên được thác rồi, sẽ ngâm những cái chai nước suối ở dưới suối như thế này cho nó mát, với cả gạo này anh ấy cũng vừa mới chặt ống để làm cơm lam xong. Bây giờ vo gạo hả anh? Vo gạo à? Gạo sạch rồi, biết mình chỉ cho vào ống thôi ạ. À bố Kiên đang tập làm cơm lam. Ở đây thì mọi người đã chuẩn bị sẵn cho bọn mình những cái ống tre như này để mà làm cơm rồi. Mà đã nhét được một lượng gạo nhất định vào rồi ấy, thì mọi người sẽ đập cái ống này xuống cho cái gạo nó dồn xuống đáy ống. Vẫn còn sâu thăm thẳm, không biết bao giờ nó mới đây. Không có nước vào. Ở bên này là kho năng nướng thịt. Ui, hấp dẫn quá. À dạ, đến địa phương là luôn buông sát. Thật sự là rất thích luôn mọi người ạ. Xong một chút nữa thì bọn mình sẽ còn đi lên trên kia cao hơn nữa để tắm. Mọi người có thể thấy là thác ở đây thì đẹp. Thác đây rất là đẹp, mặc dù nó không lớn như những cái thác nổi tiếng như là Drainu hay là Draisap, nhưng mà cái thác ở đây rất là đẹp luôn. Đây là gà đồng bào á. Gà đồng bào à? Có nghĩa là đây là gà mình nuôi luôn á hả? Dạ, gà đồi. Gà đồi á, mà anh đầu tiên anh nhìn anh tưởng gà công nghiệp á, tại vì là cái thịt nó trông rất là dày. Dạ. Nhưng con này nó mập đấy. À, con này nó mập. Dạ. Gà mái rất là lớn, mình cứ tưởng gà công nghiệp tại vì trông phần đùi rất là dày. Thế bình thường là Son có ví dụ như là có khách du lịch tới thì em có nhận không? Dạ có. Có. Ví dụ muốn liên hệ với em thì liên hệ như thế nào? Dạ em có số điện thoại với lại có Facebook đó. Tại vì em cũng không có quảng cáo nhiều, tại vì cái số lượng em phục vụ nó có giới hạn. À dạ. Nên okay. Em không có gọi là kiểu là em làm quá. À dạ. Ok, mình làm vừa đủ thôi đúng không? Vẫn đảm bảo được mọi thứ đúng không? Dạ. Leo hẳn lên núi ở trên để ăn ở thác trên. Go. Tiếp tục dốc nào. Cố lên, cố lên. Như tập cardio các bạn ạ. Ha. Rồi. Khá là khó đấy mọi người nhá. Cực khó. Đây, nước suối. Mát. Mát lắm. Mát. À trên này nó là một bãi như này hả? Ờ yên tĩnh, rộng rãi.
blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you. Chấm cái muối ngon dã man. Ừ, cái muối này là mùi ngò gai, à mùi ngò gai, ngò gai này xả. Được. Ăn nhé. Ừ. Ôi giời. Đã đời luôn. Kiên giúp bỏ vào ống. Chưa làm cái nào ấy, ăn thử đúng cái đấy. Chả biết nữa, tại vì thật ra cũng chỉ là bỏ gạo vào thôi mà. Ngon quá. Ăn ngon miệng nha. Ừ. Đúng. Ngò gai nữa, đấy bọn mình còn có quả cacao nữa. Nhưng mà cái nước này ngon lắm, à cái chấm này ngon lắm. Tại sao em bảo quả đỏ ngon hơn quả xanh? À quả xanh ngon hơn quả đỏ? Tại vì em ăn rồi. Em ăn rồi á? Thì nó khác gì nhau? Nhà em à, thế thôi, xin thợ rồi. Thôi mình không cãi. Bây giờ cái này mình sẽ đập vào đá đúng không? Để cho nó vỡ ra đúng không em? Mình đập nhá. Ừ. Anh đập cái cạnh. Cái cạnh kia kìa, có cái một cái gọng cách. Đúng rồi. 1, 2, 2, 2, 2, 3. Wow. Cơm ngon chưa? Thanh. Anh ơi, tôi quay trên thôi. Anh thử. Ngon. Hơi đồn mãng cầu. Chum thử đi chum. Mãng cầu hả? Ăn. Ngon nhờ. Bên trong nó là màu tím. Ui, hạt này màu tím. Ui, hạt màu tím á. Màu tím. Ngon, ngon đúng các bác ơi. Đây, đây. Đừng ăn hạt thì cái hạt rất là đắng. Đây là quả đỏ và quả xanh. Thì đây ăn thử quả xanh nhá. Ngon là bạn. Ít thì đổ ngoài thôi. Ăn hay lắm. Chua chua, đậm mắc cầu rất ngon. Ngon, quả đỏ ngon rồi. Có nghĩa là bình thường hạt cacao nó sẽ như vầy này mọi người. Nhưng mà phải ủ. Ủ sau đấy thì nó lên men. Lên men xong ấy thì nó mới mọi người mới sử dụng cái hạt mà đã lên men đấy để làm bột cacao, từ cái bột cacao đấy mới làm sô cô la. Nó đậm hơn một chút, nó hăng nữa. Mỗi một quả cacao một màu là nó sẽ có vị khác nhau, hơi khác một chút rồi ạ. Đó là ăn ngay thì không ăn được cái hạt bên trong mà sẽ ăn cái cùi bên ngoài. Cùi bên ngoài. Nhưng mà mọi người phải công nhận là vừa ăn thịt nướng nó béo trong đấy. Ăn cái này chuẩn. Ăn cái này hơi chua chua, kiểu ngon lắm ăn. Hợp. Nên thử mọi người ạ. Ừ, hơi thử. Có mà. Chỉ nước thôi, là nước ra là. Nước thôi mọi người. Rồi. Đây. Có vàng. Đây là quả màu vàng nhá. Ăn một chút nữa. Ừ. Hay nhỉ, xong mỗi quả nó lại có một vị khác nhau. Mùi như nào? Nó vị hăng hăng hơn một tí. Mùi qua ấy. Đây là giống như quả xanh ấy. Công nhận quả xanh là cây ngon nhất. Đã ăn được quả xanh ngon nhất. Đây quả vàng đây. Lúc bọn mình phải đi về rồi. Đây. Ăn xong mọi người nhớ là dọn dẹp rác các thứ cẩn thận nhá. Bye bye thác Liêng Broxach. Đúng không em? Liêng Broxach. Ờ đó, mọi người có thể đến đây để nghỉ ngơi. Đẹp quá. Quá siêu. Đây bọn mình đã đi về được đến chỗ gửi xe đây rồi. Này, quần bẩn hết luôn này. Nói chung là đi cái này thì cũng rất là thích. Nhưng mà cũng tương đối là vất vả một tí xíu. Ngã mọi người ạ. Cái đường leo.
sưng hết tay. Ông này bị một quả ngã sượt đồi luôn. Ngã trườn. Trông cũng sợ phết, làm cho mình bị run hết cả người. Mua cái gì vậy? Yeah. Nước mía. Tuyệt quá. Cảm ơn anh, cái này là dư rồi em mua đồ ăn có mấy trăm nào. Ừ, thôi đảo không ra, không ra, mình làm quen. Vui rồi. Ừ. Okay, cảm ơn anh, cảm ơn nhá. Ok, anh cảm ơn. Bye bye, bye bye mọi người nha, bye bye. Bye bye Trâm Anh nhá. Bye bye Trâm Anh. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển về chỗ Hồ Lắc Ten Cam. Ừ, đấy. Thì bọn mình đã hẹn cano là 2 giờ chiều là đón bọn mình rồi. Bây giờ thì hơi trễ, còn có 1 phút nữa đến 2 giờ rồi mọi người. Bây giờ 1 phút nữa bọn mình sẽ phải có mặt ở Hồ Lắc. Ok, đi thôi. Bye bye. Bye 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 bye. Bây giờ thì bố Kiên sẽ đi gửi xe để bọn mình sẽ xuống cano và đi vào trong Lắc Ten bây giờ. Đi. Yeah, đây là từ cửa vào này mọi người. Ở bên trong lều. Bọn mình ở thì bọn mình ở loại lều chứ không phải là ở loại ấy đúng không? Đúng rồi. Nhà. Ở đây sẽ có lều với cả là có một cái dạng nữa là nó như là nhà vườn ý. Thế nhưng mà mình thấy là cái này đi lều trông sẽ hay hơn. Với cả là nó giống như là mình đang đi cắm trại. Ok. Đây thì đây, tất tần tật cả cái phòng nó chỉ có như thế này thôi. Đó, ở đây thì là có một cái giường king. Mấy cái cửa sổ này, một cái giá treo quần áo như thế này, một cái mini bar nhỏ nhỏ. Ở đây. Và đây vẫn có điều hòa nhá. Bàn trang điểm. Ở đây vẫn có điều hòa nhá mọi người nhá. Đấy. Nhưng mà mọi người đi ra đi vào kéo rèm này. Đó. Wow. Rất là đẹp đấy. Nhìn ở ngoài xa xa là hồ này, hồ Lắc. Ở dưới này thì là cây cacao với cả là một cái bãi đất trống luôn ấy. Có lẽ là bạn ấy cũng có giới thiệu ở dưới này trồng cái gì đấy. À thế à? Quên mất. À, dễ chịu yên tĩnh phết. Ừ. Ôi lại có cây bằng Đài Loan to trước cửa. Đúng sở thích của mình luôn. Đó, có các cây cối xung quanh thiên nhiên kiểu như vậy thôi. Đấy. Mọi người nghe thấy không? Có con tắc kè ấy. Tắc kè đâu rồi? Nó ẩn thân rồi ấy. Đây không, là phía bên ngoài này nhà. Nó ẩn thân rồi. Hình như mình chưa đóng cửa. Mọi người yên tâm nhá, là toilet ấy, là mọi người yên tâm nhá, là toilet với cả phòng vệ sinh ấy nó vẫn trong cái khuôn viên kín này, chứ nó không phải là nằm ở bên ngoài, nó chỉ bên ngoài cái phòng ngủ thôi. Nên là vẫn riêng tư, không lo cái này. Khá là xinh và cái trải nghiệm này nó cũng khá là thích, tại vì nó giống như là mình đang được đi cắm trại. Thật ra là nó vừa đủ thiên nhiên và nó cũng vừa đủ tiện nghi và an toàn. Sạch sẽ, thiên nhiên vẫn rất là gần gũi với thiên nhiên như thế này, nó rất là phù hợp ấy, nó rất là vừa đủ. Ok, ở cái lối vào nhé mọi người thì sẽ là toilet. Toilet một bên này. Bên sẽ là nhà tắm, một bên sẽ là nhà tắm luôn. Đó, còn bên này thì sẽ là bên toilet. Đấy, bên này sẽ là bên toilet. Nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi. Đấy, ụp một cái vào là có các bạn kiến là bay vào luôn. Mình ở phòng cuối rồi mà. Ở đây là ra ngoài khu này rồi. Mình ở phòng cuối rồi mà đúng không? Phòng cuối. Cho mọi người xem mẹ heo khi đi du lịch bất cứ đâu thì thường có cái thói quen setup này. Là cái bộ đồ mà chút nữa mẹ heo sẽ mặc. Sẽ có cả nhạc này. Có cả nến nữa.
có con nến bọn mình mang đi từ nhà để thơm và đốt cho đẹp hơn. Có một cái lọ hoa dại, đây là hoa xuyến chi mà mọc dại, cũng cắm và để ở đây. Phòng mình này mọi người, thì ở bên cạnh nó là một cái vườn cacao luôn. Đây mọi người cũng nhìn thấy có cacao, nó ở trong gốc cây như này. Thì chỗ này là vườn cacao hết luôn này. Thì ở trong này nó cũng là khuôn viên của cái resort luôn đấy. Đi xem. Nhìn như quả ớt đi nhỉ. Cho mấy quả đã nhỉ. Ôi, quả này cũng là một giống khác à? Đây này thấy có một màu khác này, mà trông cũng to phết rồi chứ không biết đã chín chưa. Tôi nhìn có vẻ chín, có mấy quả mà dám đen rồi. Thế nhưng mấy quả dám đen là chín rồi ấy. Cây cacao này hoa ở đâu để mà có thể là kiểu thành quả thụ phấn các kiểu? Thì hóa ra là hoa của bạn ấy ở đây. Hoa bé xíu. Ở trên thân này, xíu bé xíu. Bé, rất là bé. Đây mà cuối cùng nó thành ra được những quả cacao như thế này. Wow. Thích nhở? Trong này nhiều cây lắm, trong này còn nhiều cây. Thích vào đây lắm. Đây là... bữa tối của bọn mình ở Lắc Ten. Dì Chum đã người đặt chỗ này đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn dì Chum. Và trong chuyến đi thì sẽ đặt luôn set bữa tối này. Đây là món gì hả vợ? Đây là cà đắng. Cà đắng. Tại vì trong này có cả cà này, có cả cá này. Cà cơm. Đúng rồi. Cà đắng. Tôm xào khế. Tôm xào khế. Ai làm tôm rang khế chứ lộn xíu. Tôm này tôm Hồ Lắc luôn đúng không? Đúng rồi, chúng sẽ tôm bớt từ hồ lên. Ừ, ok. Ở bên này thì là sẽ có gà nướng này. Cà nướng cơm lam ống tre. Đây là đậu cô ve xào này, còn đây là canh rau thịt băm. À có nghĩa set của mình là chỉ có những cái món này thôi. Trừ món chả cá ra. À thế tôi cũng nhiều mà. Người ai cũng bảo là phải ăn nên làm thêm một đĩa nữa. Thôi, thật ra là ăn cho biết nữa. Ngon mẹ. Hơi nhạt nhạt thanh thanh một chút, chỉ ăn kỹ sẽ thấy ngọt. Lúc mình ăn thì thấy hơi nhạt. Kể à Thánh? Hay trong đấy á? À! Cái gì không? Cái gì của hai đấy? Họ nó đang bám ở trên lều. Sau cái lều ở trong... Chắc ở ngoài lều. Ừ. Cái lều với cả nhà vệ sinh là có một cái khe mà. Ờ. Cầm máy lên rồi. Có đĩa hoa quả về phòng. 4 người. 4 miếng ổi, 4 miếng dưa, 4 miếng dứa. Một đĩa này là 220.000. 220.000. Ít quá ấy. 4 người 4 miếng. Hình như có 3 miếng. À ở 4 thật. Đây là cacao mà hôm qua bọn mình nhờ Son mua cho bọn mình 20 cân luôn. Có các đủ các màu, màu xanh, màu đỏ, màu cam luôn. Cái này thì tha hồ mà về ăn cacao nhé. Đúng là đi với cả nghệ nhân có khác.
lúc nào cũng trong tình trạng là sẽ hái hoa và cắm hoa này. Buộc hẳn là đấy, hoa bạn cưới mình chiều mình thế. Ừ đấy. Hình nhưng mà rất tiếc là hồi mình cưới là chung chưa làm hoa nhỉ. Ừ. Bữa sáng bọn mình ăn ở Lắc Ten Cam. Đây bị ăn xong thì khoảng tầm 20 phút nữa thì bọn mình sẽ ra cano và vào trong thành phố. Ở hôm nay thì có bánh cuốn này, phở này, trứng ốp la, bánh mì cuốn. Bánh cuốn mà. Bánh cuốn á. Nó gọi là bánh mướt. Và một ly cà phê nâu nóng, mình thèm mấy hôm nay rồi. Một ly nâu nóng Robusta. Đậm đặc luôn, chuẩn cà phê Buôn Ma Thuột. Cà phê thơm. Thơm ấy, để nhấp môi thử nhá. Không quá khét nhá, mà vị rất êm luôn. Ngon lắm. Rồi như vậy là bọn mình đã đến những giây phút cuối cùng của chuyến hành trình Buôn Ma Thuột này rồi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã xem hai tập Buôn Ma Thuột của vợ chồng mình nhá. Bọn mình đã xem rất là nhiều video và thường thường khi mọi người quay thì mọi người hay quay chú trọng về việc nên là ăn uống này, hoặc là những cái bản sắc của vùng đất Tây Nguyên, ví dụ như các nhà của người đồng bào rồi, tại vì những cái đó là những cái rất là đặc trưng rồi. Nhưng mà bọn mình muốn rằng là qua những cái video của bọn mình thì ngoài những cái yếu tố đó ra thì mọi người vẫn có thể cảm nhận được cái không khí này, cái cảnh quan này, cái cảm giác. Ví dụ như là ngày hôm qua khi bọn mình đi thác chẳng hạn, đi rất là mệt luôn, leo lên thác xong rồi ăn đồ nướng ở trên đó, rồi bơi ở những cái hồ ở trên thác như thế nữa, thì đấy là những cái rất là đặc trưng và mình nghĩ rằng là các bạn nên trải nghiệm cái điều đó. Sau đó thì sau một ngày rất là mệt thì bọn mình qua đây nghỉ ngơi thư giãn vậy thôi, chứ cũng không cần phải làm gì nó kiểu quá là ghê gớm cầu kỳ cả. Nếu như mà có gì biết thì mọi người hãy đến đây và đi những cái nơi mà nó khá là hoang sơ, tại vì mình nghĩ ở Buôn Ma Thuột thì không phải là một thành phố quá phát triển về du lịch. Và hơn nữa là nếu như mà mình mà chỉ đi những cái điểm du lịch thôi thì sẽ có một cái cảm nhận rất khác về Buôn Ma Thuột. Tại vì họ không phải là thành phố phát triển du lịch kiểu mọi thứ nó xinh đẹp quá, nó để, sang xịn quá để mà đấy, mình có thể chụp ảnh ước đấy kiểu đấy. Nhưng mà đảm bảo là nếu như mọi người là những người mà yêu thích thiên nhiên này, thích sự hoang sơ và muốn được hòa mình với thiên nhiên thì chắc chắn là Buôn Ma Thuột là một cái vùng đất mà mọi người nên đặt chân đến. Và hãy đi cùng với cả bạn bè, tại vì là ở đây thì mình thấy có rất là nhiều những cái trải nghiệm cho những cái cho nhóm bạn, cho bọn mình đi thác tiếp các kiểu. Và đấy thì bọn mình sẽ cố gắng làm sao để cho mọi người có thể là liên hệ được với những cái người mà dẫn bọn mình đi. Mà đó, mình cũng rất bất ngờ nha, mọi người có bất ngờ là tại sao bọn mình đến Buôn Ma Thuột bọn mình không hề vào bảo tàng cà phê không? Bọn mình lúc đầu bọn đến mình đây mình nghĩ là ai cũng sẽ nghĩ cái việc đầu tiên là đến bảo tàng cà phê, thế nhưng mà bọn mình đã quyết định là thôi cắt cái thời gian đấy đi, tại vì là ở đấy thì nó kiểu cũng có quá là nhiều người chụp ảnh rồi, và nó là một cái địa điểm du lịch kiểu đông đúc ấy. Thì mình đi những cái chỗ khác đi, và cuối cùng là bọn mình rất là hài lòng. Và mọi người đến đây thì nếu như có thời gian thì mọi người hãy dành khoảng độ tầm ít nhất phải từ 3 đến 4 ngày thì mình có thể đi được những chỗ như bọn mình đi. Thông qua những video đơn giản mà bọn mình đi du lịch, bọn mình quay lại cái hành trình của bọn mình thôi, thì như thế này thì mọi người sẽ ủng hộ du lịch Việt Nam nhé. Tại vì mọi người biết đấy là tình hình dịch bệnh thì đã được kiểm soát rồi, và mọi người sẽ đi những cái địa điểm mà mọi người muốn, mà trong thời gian vừa qua mọi người chưa đi được. Có thể mọi người đi bằng xe này, mọi người đi bằng máy bay, mọi người đi bằng tàu, tất cả mọi phương tiện mọi người có thể đi thì hãy ủng hộ du lịch Việt Nam để cho du lịch Việt Nam có thể tiếp tục phục hồi trở lại. Nên bọn mình cũng thấy là trước đến nay bọn mình không đi du lịch ở Việt Nam quá là nhiều, thường là sẽ chỉ đi nghỉ dưỡng ở vùng biển thôi. Thế nhưng mà rất ít khám phá những cái khu vực xung quanh Việt Nam. Và sau những chuyến đi như thế này thì thấy là ở Việt Nam rất là nhiều cảnh đẹp, và thực sự là dịch vụ ở Việt Nam thì rất là thích luôn. Nên là mọi người hãy ủng hộ du lịch nước nhà thật là nhiều, và bọn mình hy vọng rằng là sau chuyến đi này thì bọn mình sẽ còn có thật nhiều chuyến đi nữa, để có thể là chúng mình sẽ cùng du lịch với nhau, và biết đâu bọn mình sẽ kéo được mọi người đi theo. Ok, bye bye. Bọn mình đi ra tàu đây. Bye bye.